Một thanh niên em tự quay phim mình tại điện thờ Fatima Masum Erkam và nói, ngừng dọa mọi người bằng virus corona, chừng giễu cợt niềm tin của mọi người. Virus corona chẳng là gì bên trong các điện thờ CIT. Sau đó anh ta còn chỉ trích những người không tới điện thờ. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, rồi hôn, liếm lên các bức tường ở cửa vào điện thờ cũng như chính điện thờ này. Let's look at why.